Nam Mô A Di Đà Phật con kính Bạch Thầy Tên con là Trần Thị Kiên Năm nay con 22 tuổi Hiện đang học tại Hà Nội à, Xin Thầy Bố Thí giải đáp thắc mắc cho con ạ à. Trước hết khoảng một tháng Con và bạn à, con nghe có thông tin về Thiền Viện Sùng Phúc Tổ chức Thọ Bồ Tát Giới Tại Gia sau đó con và bạn con có đăng ký tham gia. Nhưng lúc ấy con chưa hiểu biết gì, chỉ thấy mọi người làm thì làm theo. Giờ con đang cảm thấy mình chưa đủ duyên, chưa đúng thời điểm vì có những giới con chưa thể giữ được mà vẫn bị phạm ạ. À. Con bạch thầy Giờ con muốn xả bồ tát giới tại ra thì có được không ạ? À? <laughs> Sau này nhân duyên con có thể thọ lại được nữa không? Và con cần làm gì để sám hối những giới con đã phạm ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy Nam Mô A Di Đà Phật. À, có một bạn sinh viên 22 tuổi đang học đại học ở tại Hà Nội. Bạn nói rằng khi nghe thấy thông tin ở Thiền viện Sùng Phúc, Đông Anh hay gia Lâm gì đó đúng không? Đông Anh đúng không? Đông Anh hay gia Lâm, gia Lâm hả? Đấy, chỗ thường tọa chủ trì Thiền viện Sùng Phúc cũng hay đi công tác với thầy ngồi với nhau suốt ngày thường tọa thích tâm thuần. À, ở đó thì phật tử này nói là nghe thấy cái thông tin thiền viện trùng phúc tổ chức uh, thọ bồ tát giới tại gia cho các phật tử bạn này uh, cũng uh, đăng ký tham gia và phát nguyện là thọ bồ tát giới tại gia lần đó nhưng trong quá trình về uh, cuộc sống ở đời thường tu tập thấy là những cái giới uh, điều mà bồ tát giới tại gia phải giữ thì bạn thấy là chưa giữ được thì nay muốn xả giới bồ tát tại gia có được không <laughs> à, xin thưa các quý vị ở trong nhà phật chúng ta đức phật rất, rất tôn trọng sự tự do quyết định của cá nhân các phật tử à, chúng ta có thể vào phát nguyện thọ giới để tu tập. Nhưng trong quá trình tu tập chúng ta thấy vì công việc, vì cuộc sống, gia đình và vì áp lực của xã hội vân vân Bản thân của chúng ta thấy là mình chưa thể giữ được các giới điều của Đức Phật đã thuyết cho các Phật tử tại gia chúng ta. Chúng ta có thể xin tạm thời xả giới thời gian nhất định nào đó bao giờ chúng ta thấy uh, uh, mình có đủ nhân duyên đủ điều kiện có thể kham nhẫn có thể giữ được những uh, giới điều đó chúng ta phát nguyện thọ lại uh, cũng được không sao cả kể cả những người xuất gia nha các quý thầy nhưng mà thầy tăng thôi À, uh, Đức Phật cho phép là xuất ra bảy lần có nghĩa là xuất ra rồi thọ giới tỷ khiêu rồi không tu được lại xin xả giới đi về tại gia, tức là hoàn tục về tại gia. Sau ở tại tại gia một thời gian lại thấy gì, à, mình lại muốn xuất gia trở lại, lại tiếp tục phát nguyện sẽ ra làm chú, chú tiểu trở lại. À, cứ như thế Đức Phật cho đến gì tối đa là bảy lần trong một đời người. Đây là bên tăng. Nhưng còn nhớ nha bên ni thì không có, bên ni thì chỉ một lần xuất gia duy nhất. Nếu mà không tu được thì phải làm cư sĩ thôi, làm phật tử tại gia thì không thể xuất gia lại lần thứ hai, chứ đừng nói là lần thứ ba đến thứ bảy nữa. Thì cái điều này thì các thầy cũng không thể giải thích được Vì đây là từ kim khẩu Đức Phật chế định Không phải là Đức Phật không bình đẳng giữa nam và nữ Nhưng mà ở đây là chắc chắn là Đức Phật phải có cái lý do của của Ngài Chính vì vậy mà Ngài cho Tăng có thể xuất ra 7 lần Nhưng mà nhớ là không được phá giới không được phạm giới trước khi xả giới ra về Vì trong quá trình tu tập chẳng hạn Ở nhà bố mẹ ốm đau không ai chăm sóc Không ai nuôi dưỡng Vị đó có thể xin hoàn tục để nuôi uh, nuôi bố nuôi mẹ Khi thấy thì bố mẹ mà, mà già mà mất rồi Thì vị đó có thể lại xuất ra trở lại Nhưng mà nhớ là phải làm chú tiểu lại từ đầu Hoặc rằng uh, xuất ra rồi Nhưng mà lại vì một cái, uh, cái lý do đặc biệt nào đó Vị đấy bắt buộc hoàn tục để đi về về thì cứ như vậy lại được quay lại tiếp nhưng mà trước khi về là phải xả giới à, không được phá giới còn phá giới thì, thì một lần à, lần thứ hai còn không được lần thứ một còn không viên mãn hối kia lần thứ hai đấy là bên tăng còn bên ni thì duy nhất chỉ có một lần còn đối với phật tử tại gia chúng ta thọ bồ tát giới tại gia các phật tử nhớ nhé bồ tát giới tại gia có 6 giới trọng và 28 giới khinh thôi Toàn giới Bồ Tát xuất ra như các thầy ấy, thì có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Tức là nhiều hơn các Phật tử tại gia chúng ta là 4 giới trọng và 20 hai giới khinh. 48 giới khinh và 10 giới trọng cho 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 Bồ Tát giới xuất ra. Còn 6 giới trọng và 26 hai giới khinh cho Phật tử tại gia chênh nhau cái giới điều như vậy 26, 28 Đó. Thì các Phật tử tại gia Thọ Bồ Tát giới Nhưng trong quá trình vì cuộc sống mưu sinh Vợ chồng con cái Cháu chắt nội ngoại họ hàng công việc vân vân Chúng ta cảm thấy chúng ta không thể giữ được Nếu cứ để như thế thì trong cái tâm chúng ta thấy bất an Chúng ta không giữ được, chúng ta bất an Ví dụ còn đang làm công việc chẳng hạn mà phải đi tiếp khách phải uống rượu mà giới Bồ Tát tại gia thì có cái giới là gì? Cấm tuyệt đối không được uống rượu. Cấm tuyệt đối không được uống rượu. Mà một cái giới nữa nữa là gì? Cấm tuyệt đối không được ăn thịt chúng sinh. Ở tại gia chúng ta mà bây giờ thì bảo là đến ngày rỗ ngày Tết nếu ai mà phát nguyện ăn chay trường rồi thì còn đỡ. Còn người nào chưa phát nguyện ăn chay trường hoặc là gia đình không đồng ý hoặc vợ phát nguyện với chồng không đồng ý, chồng phát nguyện vợ không đồng ý con cái phát nguyện nhưng mà bố mẹ không đồng ý bố mẹ phát nguyện với con cái không đồng ý vì lo cho sức khỏe của người thân trong gia đình chúng ta hoặc là quản đi công tác xã hội không thể nào mà ăn chay trường được thế cho nên là cái trường hợp này là thọ bồ tát giới tại gia rất là khó vì vậy trong quá trình thọ giới mà cảm thấy không giữ được có thể xin tạm thời xả bồ tát giới tại gia để chúng ta chỉ thọ năm giới thôi thậm chí là thọ ba trong năm giới thôi cũng được thọ hai trong năm giới cũng được các quý vị à, có nghĩa chúng ta là cư sĩ bình thường là phật tử bình thường thì à, một thời gian nào đó chúng ta thấy đủ điều kiện có thể giữ được giới ví dụ nghỉ hưu rồi chẳng hạn hoặc là lúc nào chúng ta thấy công việc mọi công việc chúng ta có thể sắp xếp được rồi không phải tiếp khách không phải xã giao là người đứng đầu hay người chịu trách nhiệm chính nữa thì chúng ta có thể Thọ lại thì chúng ta phát nguyện thọ cho nên trường hợp của bạn Kiên 22 tuổi này thì bạn này có thể có thể phát nguyện xin xả giới Bồ Tát tại gia cái nghi thức xả giới Bồ Tát tại gia thì cũng đơn giản thôi có thể đối trước Tam Bảo phát nguyện là con tên là gì pháp danh là gì Thọ giới Bồ Tát tại gia ở tại ngôi chùa nào đó, ngày, tháng, năm nào đó vân vân nhớ được thì nói ra mà không nhớ được thì cho nói, áng áng được con là Phật tử, Pháp danh, địa chỉ ở đâu, đã phát nguyện thọ Bồ Tát giới tại gia. Nhưng trong quá trình tu tập vì công việc, vì cuộc sống, con cảm thấy con chưa thể giữ được giới một cách thanh tịnh. Cho nên cầu nguyện Tam Bảo chứng minh à, gia trì cho con, cho con xin được xả Bồ Tát giới tại gia bao giờ đủ duyên con xin được phát nguyện thọ lại thì cần như thế thôi xả bồ tát giới tại gia thì đơn giản đối trước tam bảo phát nguyện như thế cũng được hoặc rằng đối trước một vị tăng hoặc một vị ni và nói ra là điều đó cũng được thậm chí là đối trước một vị đồng tu đã thọ cùng thọ giới bồ tát tại gia cùng giữ giới bồ tát tại gia với mình hoặc là họ thọ trước hoặc thọ sau không quan trọng miễn là đối trước một vị bồ tát giới tại gia khác chúng ta phát nguyện gọi là đối thú, chúng ta tác bạch những lời như thế, như vậy là nghi thức gì? xả Bồ Tát giới tại gia đã xong, rất đơn giản. Thọ thì phải đối trước một vị tăng hoặc một vị ni truyền cho chúng ta. Vị tăng vị ni đó cũng là phải là thọ Bồ Tát giới tại gia, Bồ Tát giới xuất ra rồi mới truyền đấy cho chúng ta. Nhưng còn lúc xả thì đơn giản hơn. Có thể đối trước tam Bảo cũng được, hoặc là đối trước một vị à, đồng thọ Bồ Tát giới tại gia như mình thì phát nguyện cũng được. Cho nên trường hợp này thầy xin trả lời như vậy Phật tử này cũng không phải lo. À, như vậy là có nghĩa là gì? Ở trong nhà, nhà Phật chúng ta gọi là thoái thất tâm Bồ Đề. Vì đâu phải dễ đâu các quý vị. Người tu thực sự trong Phật giáo chúng ta đâu phải dễ. Đấy là tu tại gia đấy nhé còn tu xuất ra đúng như gì như lý như pháp như kinh như luật như Phật sở chế còn khó nữa chứ không phải là như mạng xã hội uh, mấy tuần đây rầm 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 như một uh, vài vị uh, tiến sĩ vài vị uh, cư sĩ vài vị uh, nghiên cứu ở ngoài họ nói rằng đi tu bây giờ nó dễ lắm đi tu bây giờ là một cái nghề làm giàu cái này nọ kia đó xin thưa các vị đi tu đúng với ý nghĩa xuất ra nhà Phật chúng ta không dễ chút nào. Cho nên trong kinh Pháp Cú ngày xưa Đức Phật dạy là gì? Giấu ở ngoài ở xa trường thắng ngàn ngàn quân giặc không bằng tự thắng mình. Thắng mình là tối thắng là như thế. Họ ở ngoài ở xã hội họ cứ nhìn một cái mặt trái một vài vị cá nhân tăng ni nào đó vi phạm giới luật bị đuổi ra khỏi giáo hội hoặc làm ảnh hưởng tới giáo hội tới tăng đoàn, họ vơ đúa cả nắm, họ nói như thế. Thực sự là gì? họ đang bị dắt mũi và vô tình hoặc là cố ý họ đang hủy hoại Phật giáo của chúng ta. Họ hủy hoại cái sự đoàn kết dân tộc giữa tôn giáo và dân tộc trong đó cụ thể là Phật giáo của chúng ta. Để không hiểu rằng À, họ nghĩ như thế nào họ phát biểu là xuất ra là một cái một cái nghề kiếm ăn thế này thế nọ thế kia họ nhìn bằng cái lăng kính ở ngoài đời vậy thì các phật tử chúng ta cũng nói là gì cái nghề của họ đang làm cũng là một cái nghề gì cái nghề kiếm tiền thì sao tăng ni thì chắc không nói rồi các phật tử chúng ta cũng cho họ là ví dụ làm nghề giáo viên chẳng hạn đâu có phải là họ mục đích của họ là vì cái nghề kiếm ăn đó cái kiếm ăn để mưu sinh cuộc sống nó chỉ là một cái phụ thôi chứ còn cái mục đích của họ là để để giáo dục nhân cách giáo dục uh, trí tuệ uh, giáo dục uh, về uh, đức hạnh vân vân để cho hậu học để cho con dân Việt Nam chúng ta cơ mà thế bây giờ ví dụ người khác cũng nói là những người làm giáo viên là vì đồng tiền mà thế này nọ thế kia hay chúng ta là những người đi công an công an quân đội chẳng hạn vì mục đích bảo vệ đất nước bảo vệ an ninh trật tự cho quốc gia thế họ nói rằng vì mục đích kiếm tiền mà đi bộ đội hay là đi công an à không thể nói thế được mỗi một cái tổ chức chính trị xã hội tôn giáo nó đều đem lại cái lợi ích gì một, một lợi ích riêng cho từng mảng từng mảng từng nhiều cái mảng lại nó ghép lại mới thành một cái gì một cái bức tranh hoàn hảo Ví dụ cái màn hình các quý vị xem kia Nó được ghép lại rất nhiều màn hình Rất nhiều cái tấm hình nhỏ Mỗi tấm hình của nó là có là 19 phân Những tấm hình đó vuông 19 phân Nó ghép lại nhiều tấm hình vuông 19 phân Nó mới thành một cái màn hình để cho chúng ta xem gì Xem nó hoàn chỉnh như thế Xã hội chúng ta cũng như vậy Người làm giáo dục ví như một cái mảng màn hình đó Người làm gì làm nông dân cũng ví như một cái màn tấm màn hình nhỏ đấy người làm công an làm quân đội cũng giống như một cái màn hình nhỏ ấy người làm khoa học người làm uh, kinh tế người làm chính trị và thậm chí những người tu hành như uh, các quý thầy hoặc uh, các tôn giáo bạn cũng ví như là gì một cái uh, tấm ghép của màn hình nhỏ ấy nhiều tấm ghép của màn hình nhỏ ấy cùng nhau uh, hợp lại nó thành một cái màn hình lớn chúng ta xem nó mới gì nó mới đầy đủ nó mới gì đã con mắt nó mới toát được hết những lên hết những cái gì cái gì ở thực tại của nó cho nên chúng ta mà dựa trên một cái khía cạnh nào đó mà phán xét một cái khía cạnh khác là sai người xuất gia mà phán xét đó phật tử tại ra chúng ta là ngu si là vô trí là ác độc là thế này thế nọ thế kia cũng sai luôn mà người xuất tại ra thì bảo những người xuất ra là những kẻ ăn bám trả lợi ích gì cho xã hội cả cũng sai luôn bởi vì không một cái màn hình mặt ghép của màn, màn hình nào lại đi nói xấu mặt ghép của màn hình nào đó mà thành tựu được đâu các quý vị trong một cái màn hình lớn nếu mà gì mấy cái màn hình mà nó bị cháy hoặc bị hỏng thì chúng ta thấy xem cả cái lên cái màn hình đó sẽ không được toàn vẹn cho nên cái quan điểm của đảng nhà nước chúng ta là đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo để xây dựng phát triển đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng văn minh giàu đẹp là như thế. Đấy. Cho nên nói với các quý vị đấy, đi tu á, chúng ta tu á, thật sự không phải dễ đâu. Đấy, tu tại gia đấy, vừa thọ có 6 giới trọng và 28 giới khinh mà đã gì? Đã thoái rồi bạn này đã phát nguyện thọ thế còn còn nhiều các phật tử chúng ta thì năm giới nhiều người còn thoái năm giới nhiều người, còn thoái các quý vị mà thậm chí thì tam quy thôi còn thoái các quý vị chứ đừng nói là năm giới tam quy là sao khi chúng ta phát nguyện tam quy là gì đệ tử con tên là quy phật rồi nguyện chọn đời lễ kính chữ phật Quy Pháp rồi nguyện chọn đời gì? Tu học chính Pháp. Quy Tăng rồi nguyện chọn đời lễ kính chữ Tăng. Nào. Thấy trên mạng xã hội người ta chửi một vị Tăng nào đó. Mình cũng nhảy vào đó, chửi không tiếc miệng. Trong khi đó ta là Phật tử. Trong khi đó chính chúng ta là Phật tử. Chúng ta lại đi gì? đi chia sẻ đi sai đi đi le đi cái gì đi chia sẻ đi cái gì like với xe cái gì thầy không rõ lắm <laughs> nghe cái từ đấy đấy chúng ta đi chia sẻ thậm chí đi bình luận đi chửi vào nữa vô tình là chúng ta bị vướng vào cái gì cái bẫy của ngoại đạo cái bẫy của những người họ gì họ đang ghét Phật giáo chúng ta chính những Phật tử chúng ta cái thời đại công nghệ 4.0 này cái gì cứ lên mạng xã hội, thậm chí là bà cụ 70 tuổi 80 tuổi cũng làm truyền thông được. Nhưng mà truyền thông nó có đúng sự thật hay không hay nó nó, nó chuẩn hay không thì lại cả một vấn đề. Thế nên các Phật tử chúng ta cũng hết sức cẩn thận cái đó, đấy tu nó đâu phải dễ. Đặc biệt là thọ những cái giới như là giới Bồ Tát tại gia như bạn này đó. nó khó lắm các quý vị ạ. Vì cứ nửa tháng nửa tháng phải đi tụng giới một lần. Đấy, nửa tháng phải đến để nhóm họp để tụng giới một lần. Cứ vào ngày 14 và ngày 30 phải đi tụng giới một lần. Nếu mà không đi tụng giới được tức là gì? Là phạm giới. Thầy nói đi tụng giới thôi chứ còn chưa nói là giữ giới. <laughs> Cho nên các Phật tử chúng ta cũng cân nhắc cái này. Ngày xưa mấy năm trước thầy cũng có truyền mấy đàn Bồ Tát giới nhưng mà thấy là các phật tử giữ gì nó khó quá cho nên mới chuyển lại là để thôi cứ một tháng chúng ta tổ chức cái khóa tu địa tạng 7 ngày à, thì ai giữ được thế nào thì giữ không giữ được thì chúng ta cũng không phạm gì không phạm giới thọ giới mà phạm giới thì cái tội đó càng gì càng tăng lên gấp nhiều lần còn chúng ta chưa thọ giới mà chúng ta giữ được giới nào á công đức của chúng ta cũng được lớn lao như thế mà còn chúng ta phạm á thì tội đó nó cũng không tăng lên gấp nhiều lần <laughs> phạm tội nào thì mắc tội đấy thôi đấy. cho nên là sau này khi mà những phật tử nào mà cảm thấy mình buông được hết những cái công việc của thế gian nhất tâm tu hành một đời cầu giải thoát cầu vãng sinh tây phương cực lạc á, thì khi đó mới phát nguyện thọ một đất giới buông được hết á buông được hết mà lên tản viên mà chuyên tu thì lúc đó thọ Bồ Tát giới nên thọ Bồ Tát giới. Tại sao? Nếu mà mình chỉ có tam quy hoặc có ngũ giới mà vãng sinh Tây Phương thì mình về Tây Phương cái phẩm vị có được vãng sinh như phẩm vị của mình sức tu tinh tiến như nhau. Nhưng một bên giữ thêm giới, một bên là không giữ giới hoặc là giữ ít giới. Về Tây Phương nó cũng khác nhau. Phẩm vị cũng có thể khác nhau. Và công đức ấy cũng khác nhau. Cho nên nếu mà chúng ta chuyên tu và chúng ta thọ Bồ tát giới được mà thực hành nhé, thì là tuyệt vời nhất rồi. Thế còn nếu mà thọ mà không giữ được như bạn này thì như thầy nói đấy thì chúng ta uh, xin xả cũng được, bao giờ đủ duyên chúng ta thọ lại. Một Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con là Nguyễn Thị Uyên, ở Thanh Oai Hà Nội gia đình con có ngôi mộ vừa sửa xong nhưng từ trước lúc sửa đến nay là sửa xong đã hai tháng mà con thường xuyên nằm mơ thấy ngôi mộ đó có một tảng đá rất lớn đè lên phần đầu và chỉ nhìn thấy trong đó có một nửa người từ bụng trở xuống à, còn từ bụng trở lên đầu thì không thấy gì cả trong nhà con thường xuyên bất hòa và có những chuyện không hay xảy ra anh em ruột thì từ bỏ nhau con rất hoang mang không biết nên làm thế nào có người bảo nhà con bị mất mộ nhưng con cũng không biết họ nói đúng hay sai con thì vẫn hay nằm mơ thấy một người nhưng không bao giờ nhìn rõ họ là ai con xin thầy chỉ dạy cho gia đình con nên làm gì như thế nào để mọi sự âm dương đều được yên ổn ạ. À. trường hợp này hỏi về tâm linh nó hơi khó trả lời mà không khéo có khi lại thành thầy trò lại thành mê tín dị đoan mê tín dị đoan thì đưa nhau vào địa ngục còn nhanh hơn tên bắn <laughs> cho nên nó cũng rất là tế nhị à thì thôi để biết đến đâu thì tâu đến đấy trường hợp này thì thầy đặt ra hai cái vấn đề có thể xảy ra một nếu mà ngôi mộ này đã xây từ trước như thế rồi có thể là do các cụ ngày xưa xây gì nó bị lệch ngày xưa thì đi trôn thì có xây đâu đúng không vài chục năm trước hàng trăm năm trước vài chục năm trước thì điều kiện kinh tế đất nước nó còn khó khăn gia đình dòng họ cũng khó khăn cho nên lấy đâu lấy đâu tiền để đi xây mộ trước năm 75 xin thưa các vị trước năm 81 ấy, dân tỉnh chúng ta cái ăn còn chưa đủ Gối chi là thì xây mồ mả cho nó đẹp đại đa số người dân tám chín mươi là như thế cho nên chính vì vậy ngày xưa là chỉ đi đắp cái gì đắp cái nấm lên thôi mà mấy chục năm như thế ở ngoài đồng người ruộng thì mỗi một năm dân họ là đi cày đi bừa đi cuốc đi cấy thì nó lại lệch đi một tí lại đắp lệch lên một tí Đặc biệt là các cụ mà hàng mà hàng năm 70 năm, hàng trăm năm, hai trăm năm rồi thì dễ lệch lắm. Đó. Thì khi sau này con cháu làm ăn có miếng ăn miếng để rồi thì nhớ đến các cụ muốn chiên, ân các cụ ở đem xây sửa lên thì xây thì có thể nó thì nó không chuẩn nữa mà nó thì lệch từ cái nấm cho đến xây lệch thì mình xây đè nó lệch cái mộ đấy là một trường hợp có thể xảy ra cái trường hợp thứ hai có thể nếu ở dưới nó có tiểu thì có thể là viên gạch này gì nó vỡ nó vỡ cho nên là gì nó sập xuống nó vỡ nó sập xuống trường hợp này cũng có thể xảy ra à, nếu như mà cái vong linh à, ở trong cái ngôi mộ đó mà họ được siêu thoát rồi thì không nói làm gì nó chỉ là cái gì là cái nắm xương thôi nắm xương cái chút đất thôi nhưng mà nếu mà vong linh mà chưa được siêu thoát họ vẫn ở dưới quái âm thì họ vẫn chấp cái thì cái đó là ngôi nhà của họ chấp cho cái ngôi mộ đó cái nắm xương đó là gì là thân thể của họ là ngôi nhà của họ thì là nơi đi về của họ cho nên khi mà con cháu mà làm lệch lạc như thế xây nó lệch như thế thì các cụ không hoan hỉ thì... cái trường hợp này chúng tôi cũng gặp vài lần, vài lần rồi mới năm 2017 18 thì đó cả một cái dòng họ ở trong nghệ an gia đình đi xem nó lục đục lục đục từ khi mà sửa lại cái mộ các cụ xây to ra ấy ngày xưa nhỏ nhỏ nhưng bây giờ xây to ra xây to hơn lên để ốp bằng cái đá cho nó đẹp lên ngày xưa thì chỉ xây bằng gạch nhỏ nhỏ thôi khoảng độ mét hơn mét thôi bây giờ xây to ra làm cả cái nghĩa trang to ra cả dòng họ con cái đi làm ăn ở hà nội cái bác mà đi về để cúng tiến cho dòng họ đấy cũng làm một lãnh đạo cũng khá cao của một bộ ở trung ương. Thế thì khởi sướng với dòng họ là xây dựng lại cái ngôi khu mộ lăng mộ của dòng họ. Thế lúc đó làm thì xây cái ngôi mộ ốp bằng mua đá cái đá Ninh Bình ấy làm to đẹp lên. Từ khi xây xong một cái thì bác à, cái suốt ngày cứ bị người ta vu oan rồi bị kiện cáo sếp thì không thích mình cấp dưới thì phản bội mình rồi đơn từ kiện cáo nó cứ lộn tùng phèo cả lên mà trong khi đó bác bảo con không có những việc như thế rồi anh em trong gia đình họ hàng thì chửi nhau đánh nhau cứ lục đục lộn tùng phèo hết đấy thế thầy mới hỏi là thế trong thời gian gần đây một hai năm về trước thì có làm nhà làm cửa hay xây dựng mồ mả thì không bác bảo có nhà con mới làm lại cái khu lăng mộ làm xong được khoảng độ một hai tháng một cái là nó xảy ra cái chuyện như thế thế thầy mới bảo là lúc làm có làm lễ đàng hoàng không bảo có nhà con cũng nhờ thầy chùa ở gần ở trong làng đó để về làm lễ làm lễ cũng rất là cẩn thận tất cả cái lễ nghi nhà con à, làm rất là cẩn thận vì nhà con cũng theo Phật lâu rồi cả các cụ các bác các anh các em ở nhà cũng theo Phật cho nên là cũng ra chùa suốt vì vậy mà nhờ thầy vào làm lễ cho cũng rất là kỹ rất là 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 là, là, là à, trang nghiêm thế thầy mới bảo là cái mồ mả xây như vậy thì có à, mở rộng hay là có xây à, gì thêm ra so với ngày xưa không bảo có xong rồi thì Thầy mới bảo là thôi về kiểm tra lại đi. Xem có cái nào mà mình xây mình xây quá ra mình xây nó lấn ra thì kiểm tra lại. cái bác bảo là trong tất cả các ngôi mộ thì có duy nhất có một cái mộ của cái cụ ba đời ấy. Tức là người sinh ra cho con ấy phải gọi cụ ấy là ba đời. Cụ ba đời nhà con ấy thì cái đấy là xây lấn ra. Xây lấn ra phải đến là 50 phân thế to ra về cụ ấy là cụ lớn trong cái chi của nhà con, cho nên xây lớn ra. thầy bảo về kiểm tra lại, gia đình về đi xem để kiểm tra, để xem hai ba nơi thì người ta đều bảo là mộ ấy, cụ tổ ba đời có vấn đề, gia đình vẫn chưa tin đi xuống nhà ngoại cảm chỗ bắc liên, xưa bắc liên với cái bắc hằng bà hằng nữa bích hằng đó hai cái vị đó là cũng rất nổi tiếng về gì về uh, uh, gọi hồn về uh, xem uh, mổ xem mả với anh hùng liệt sĩ một thời uh, các vị đấy là rất là uy tín về cái đó mà rất nhiều những người ở trong uh, các cơ quan nhà nước cũng hay uh, đến để nhờ vả các bác ấy thế đi xuống uh, xem bác liên thì bác bảo là cụ tổ ba đời xây uh, đè lên uh, đè lên cái tiểu của các cụ Ngày xưa nhỏ nhỏ thì nó vừa nhưng bây giờ xây đè lên mà nó chật ra ngoài rồi. Nó, nó nó, bị lệch. Em lên hỏi thầy thì bây giờ làm thế nào? Thầy bảo thôi, nếu mà như vậy thì bây giờ mình ấy lại xây lại làm lại cho nó chuẩn đi thậm chí là xin với các cụ là gì đào xuống để xem ở dưới cái tiểu như thế nào xong rồi ấy lại cho nó đàng hoàng Thế là về làm làm xong một cái là gia đình là tự yên mọi việc công việc thì lục đục cả mấy tháng trời nửa năm trời trước đây cũng tự nhiên là gì? yên ắng lại hết cho nên xin thưa các vị là cái vấn đề tâm linh ấy, mắt không thấy tai không nghe nhưng mà có những việc chúng ta bắt buộc phải tin mà những người nào ở trong cuộc thì mới phải tin ở trong cuộc thì mới phải tin còn ở ngoài xã hội cho là gì ôi giời, mê tín dị đoan vớ vẩn nói thế chứ thầy lấy một cái ví dụ này giống như người đang ốm mà người đang khỏe người đang ốm thì nói người người với người khỏe làm gì ôi giời ơi bác ơi tôi mệt quá làm sao mà tối tôi không ngủ được tôi nhắm mắt lại nhưng mà muốn ngủ nhưng mà nó không ngủ được cái người khỏe thì ôi giời vơ vẩn chú cứ nghĩ nhiều ấy mà làm gì mà có chuyện là không ngủ được không ngủ được một hai ngày đấy làm gì mà không ngủ được suốt cả tháng cả mấy tháng như thế chú cứ nghĩ vớ nghĩ vẩn nghĩ linh tinh nó mới không ngủ được chứ bảo người bệnh là bà gì? không bác ạ à, em mà không có nghĩ cái gì em muốn ngủ lắm nhưng mà nó cứ trong trong cái mắt cho nó không ngủ cho Thì xin thưa các vị chỉ cái người ốm, người bệnh, người không ngủ được ấy Họ mới thấy cái nỗi khổ của gì? Của mất ngủ ấy, nó mệt mỏi Như thế nào? Còn cái người khỏe mạnh ấy, họ nằm xuống họ ngáy gì? Ngáy o oh, o oh, đó thì, thì, họ lại thì họ lại thấy là cái chuyện ấy Làm gì có chuyện không ấy Nhưng mà xin thưa Khi nào mà họ ốm đau, họ bệnh tật Họ mới thấy cái khổ của người ốm đau, người bệnh tật và người mất ngủ như thế nào còn bây giờ họ đang mạnh khỏe thì họ già mồm họ to mồm lắm họ nói là u rồi mấy cái ông sư ấy, lên trên tòa giảng không nói phật pháp mà còn nói cả với cái chuyện ma quỷ rồi, rồi à, mồ mả đất cát như thế phong thủy như thế mê tín dị đoan xin thưa các vị thầy có muốn nói đâu chúng ta khổ chúng ta bất an chúng ta không có chỗ nào để thưa hỏi nữa chúng ta đến chúng ta ném cái gì ném cái đau khổ ném cái bất an đó cho các thầy mà các thầy thì không làm được cho chúng ta được bớt cái khổ bớt cái an đó thì thấy nó cũng gì cũng tội cho các vị thấy là mình xuất gia không đem lại lợi ích cho gì cho chúng sinh cho tín đồ cho phật tử cho nhân dân thì cái việc xuất gia của mình có ý nghĩa gì đâu cho nên đó, trong nhà phật chúng ta có dạy là gì? Bồ Tát lấy nỗi đau của chúng sinh làm nỗi đau của mình Lấy niềm vui của chúng sinh làm niềm vui của mình Đấy. Chính vì lời dạy của chư Phật Bồ Tát lịch đại tổ sư như vậy Cho nên nói với các vị ngồi lên trên này Chúng tôi cũng cưỡng cầu mà trả lời những cái vấn đề tâm linh nhạy cảm dễ gây gì Tranh luận ở trong xã hội Đặc biệt là cái thời đại 4.0 mạng xã hội bùng nổ như hiện nay Đúng họ cũng chửi, sai họ cũng chửi. Không hợp ý họ là họ chửi. Chửi hết. Chả cần biết là chúng ta làm được cái gì. Họ thấy xây ngôi chùa to họ cũng chửi. Không xây được ngôi chùa họ cũng gì? Cũng chửi. Không xây chùa họ bảo cái cái vị sư ăn hại. Đi tu suốt ngày chỉ biết gõ mõ tụng kinh chẳng làm được lợi ích gì cho đời cả. Họ cũng chửi xây được ngôi chùa để cho các phật tử lấy chỗ tu hành thì họ đi họ bảo sư bây giờ sướng quá sư bây giờ đi tu gì kiếm tiền dễ quá sư bây giờ là đại gia này nọ kia vân vân cũng gì cũng chửi <laughs> khổ lắm cũng giống như đảng nhà nước chúng ta sau chiến tranh giải phóng năm 1975 thời xưa các chú bộ đội thì ở trong rừng ngủ lán gì Ngủ lán uh, lá cọ, lá cây. Thế bây giờ thời bình rồi, thế bây giờ bảo chú bộ đội ngủ trong rừng làm sao được? Bảo chú bộ đội ăn củ uh, sắn củ khoai mà sống qua ngày làm sao được? Bảo bộ đội phải khổ như bộ đội cụ hồ ngày xưa mới là bộ đội. Có được không? Tùy theo cái điều kiện thời gian, kinh tế của đất nước chúng ta như thế nào mà ấy chứ. Thì... Bây giờ họ lại bảo là gì? Bộ đội ngày xưa, bộ đội cụ hồ ngày xưa, bộ đội... À, thời ngày xưa mới là gì mới là bộ đội chân chính còn bộ đội bây giờ đi làm kinh tế bộ đội bây giờ đi xe sang bộ đội bây giờ làm à, nhà cao cửa rộng vân vân Thế thì xin thưa các vị mục đích đánh thắng giặc là để cho toàn dân gì toàn dân chúng ta được à, sung sướng được thoát khổ cơ mà người dân nghèo thì được cũng thì khá giả lên tất cả các tầng lớp nhân dân đều được thì khá giả lên thế bây giờ chẳng nhẽ bắt các chú bộ đội cứ phải ngủ ở trong lán rừng ăn rau tàu bay ăn củ sắn củ khoai để sống qua ngày để đánh giặc như thời chống pháp chống mỹ cứu nước ngày xưa hay sao bây giờ thế thôi ngày xưa điều kiện kinh tế của nhân dân khó khăn ở chùa làng thì chỉ có hai ba chục bà vãi đi lễ thì cái ngôi chùa chỉ cần trăm mét vuông là đủ các quý vị trăm mét vuông là đủ thôi về nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của một ngôi chùa ở địa phương ngày xưa ở dân làng ngày xưa chỉ cần gì mong một ngày rằm các vãi mới ra chùa mà toàn các cụ già sáu bảy tám mươi ra chùa Đấy, ra chùa các cụ cũng chỉ cần không có tiền đâu gọi là có một bát gạo một bát gạo có cụ còn không được bát gạo nữa sách bát gạo ra tất cả tập trung với nhau là để lên một cái mâm để lên cái mâm gạo dâng lên trên ban thờ trước là cúng Phật sau là để nuôi các sư ăn học và tu hành trông nom chùa cảnh cho gì cho dân làng thế thôi thế ngày xưa nó như thế nhưng bây giờ xã hội đất nước phát triển không chỉ các cụ già đi chùa mà trẻ cũng đi chùa không chỉ trẻ trẻ đi chùa mà các cháu học sinh sinh viên cũng gì cũng đi chùa và cũng muốn tham dự các khóa tu để trao truyền cái kiến thức Phật pháp trao truyền cái lối sống lành mạnh về đạo đức, về trí tuệ, về từ bi hỷ xá và về tri ân báo ân cho các con đó. Chính vì vậy mà một ngôi chùa khoảng hai ba trăm mét vuông như ngày xưa là không, không đáp ứng được nữa. Ví dụ khóa tu mà có đến hàng vài trăm người, hàng nghìn người, hàng vài nghìn người chẳng hạn, thì đương nhiên phải có một cái điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ cho các khóa tu ấy mục đích cũng là để cho mọi người ở có nơi để tu tập để tu học mà thôi làm được như thế nó lại chửi họ lại chửi sư bây giờ đi tu sướng sướng lắm thế này thế nọ thế kia xin thưa các vị sướng thì cứ cho con mình đi đi ai bảo đi tu sướng bây giờ cứ đem con trai con gái mình cúng vào chùa cho nó tu mấy năm sau gì mà làm giàu cho đi Tôi không biết ở đâu làm giàu thì tôi không biết Nhưng tôi đi tu năm nay là năm thứ 30 Năm nay là năm thứ 30 Thì năm nay về Tết mới biếu được bà cụ 2 triệu đồng Còn những năm trước là 500 nghìn Và một triệu là cùng thôi à, Năm nay vì sao được 2 triệu đồng Vì năm nay mà về mà biếu bà cụ 2 triệu đồng Sợ bà cụ lại nghĩ là mình keo kiệt và Phật tử của sư ông bây giờ nhiều như thế Chùa nhiều như thế, đệ tử nhiều như thế Ai cũng bảo là sư ông gì Sư ông giàu Sư ông biếu được tôi có hai triệu Được có 1 triệu đồng hay 500 nghìn đồng như ngày xưa Cho nên năm nay là gì Gọi là à, Bấm à, Bấm gì à, Bấm bụng để để Rút ra 2 triệu đồng Vậy có các phật tử, hai ba phật tử biếu cụ mỗi người 500 người một triệu Thế là thành 5 triệu Thế là biếu cụ 5 triệu năm nay cụ của... vui cụ thấy là Sao năm nay sư ông lại biếu bà nhiều thế Và không, sư ông thì chỉ có 2 triệu thôi Còn 3 triệu này là của mấy Phật tử Họ gửi, họ không về được, họ gửi đi mừng tuổi bà Thế bảo Ôi trời từ khi đi tu năm nay mới thấy sư ông biếu nhiều như thế <laughs> Toàn là các sư ông, các sư cô, đệ tử của thầy Mỗi một năm được về thăm gia đình một lần Mỗi một người về như vậy ở xa Thì cho đủ tiền xe Đủ tiền xe ví dụ ở quê trong Thanh Hóa Đi từ đây về đó mất khoảng 300 nghìn Thì cho 300 nghìn tiền xe Và cho thêm một triệu để mua gì Mua quà về cho gia đình nữa Đấy, các sư ông sư cô nhà mình đây, đây có mấy sư ông, đây. mấy sư cô đây. Mà có những vị đi tu với sư ông Tâm cũng gần 20 năm nay, sư ông Bảo gần 20 năm rồi. Các sư ông cũng phải 15, 17 năm rồi, đâu phải ít đâu. Để từ tử của thầy đấy. Từ thầy cho đến trò không có ai có giữ tiền riêng cả, thầy cũng không giữ riêng, các trò cũng không giữ riêng. Còn những người nào đi tu mà làm giàu thì thầy 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 không biết. Nhưng mà ở đây thì như thế. Tất cả các tiền các Phật tử chúng ta cúng giảng công đức phát tâm bằng mọi hình thức đều đem xây dựng chùa cảnh cho chúng ta có nơi để tu tập. Không có riêng tư cái gì. Còn cái xe ô tô hay là cái gì đấy Là cái phương tiện các Phật tử họ cúng để, để cho đi làm Phật gì Phật sự Đi họp, đi hành các sư đông Sáu bảy chục uh, sư cơ mà Ở trong chùa cơ mà Đi làm Phật sự thì uh, Đi các tỉnh Lúc thì uh, Quảng Ninh Lúc thì Hòa Bình Lúc thì Lào Cai Đi xa hàng ba bốn trăm cây số như vậy Thì phải có phương tiện mà Phật tử họ cúng thế nào Thì mình uh, dùng như thế có những phật tử họ thấy mình đi làm phật sự xa họ thương họ phát tâm thì mình nhận để làm phật sự đến khi mà mình chết đi thì cũng để lại cho chùa đây thôi có phải của riêng mình đâu tất cả nó là của chung phật sự chung của chùa đấy cho nên xin thưa các phật tử là đi tu họ bảo là sướng lắm ở sướng thì cứ cho con cái mình đi mang lên chùa gần chùa xa thích chùa nào mang đến và cúng. Vài năm sau nó thành tỷ phú, nó về thì à, nó báo dưỡng bố mẹ, phụng dưỡng bố mẹ. ở đi tu làm giàu nhanh thì cứ thế, con trai, con gái, cháu nội, cháu ngoại, mình à, cúng đi, cúng đi tu để cho nhanh làm giàu. Có dám không? Nói mồm thôi các quý vị. Nói mồm thì ai chẳng nói được. Lên chém gió thì ai cũng chém được. Nhưng khi đến thực tế công việc nhà mình, thì, xem có làm được hay không cho nên bây giờ xin thưa các vị cái vấn đề tâm linh trả lời nó cũng rất là nhạy cảm đặc biệt trong giai đoạn này thôi thì nhưng mà các phật tử hỏi thì bắt buộc phải trả lời thôi vì các cụ ngày xưa nói là thầy chùa là bùa làng ngày xưa tôi đi học Đức để Tam pháp chủ ngài nói thế đấy thầy chùa là bùa làng thầy, thầy kể một câu chuyện là đến con lợn nó bỏ ăn đấy con lợn mẹ nó bỏ ăn nó cũng ra nó Bài với đức pháp chủ ngày đó là gì hòa thượng ơi hòa thượng cứu con cứu gia đình nhà con không có nhà con chết mất người ta ra người ta kêu kêu cứu con cứu nhà con không có nhà con chết mất thì cứ tưởng là chồng của bà ấy làm sao hỏi ông ấy làm sao mà không không phải ông nhà con làm sao không phải nhà con làm sao mà con lợn nhà con á nó gì nó bỏ ăn <laughs> Thế, thế, hòa thượng bảo đấy con lợn nó bỏ ăn làm sao mà cứ làm ầm lên chứ bảo cứu bảo không bạch hòa thượng nhà con đó, kinh tế cả năm thì nhìn vào cái đàn lợn gì cái đàn lợn mới sinh đấy thôi các con nó đi ăn học rồi ở kinh tế cả nhà đầu tư vào đấy hết rồi thế bây giờ con lợn mẹ nó bỏ ăn thì con lợn cái đàn lợn con mới sinh nó sẽ gì sẽ chết đấy đây câu chuyện có thật 100% đức pháp chủ đệ tam ngày xưa cụ còn làm hiệu trưởng trường trung cấp và đào khả tây cụ lên dạy chúng tôi mà tôi là người thị giả hòa thượng đó à, hòa thượng kể câu chuyện đó, đó đấy thế là hòa thượng mới bảo thôi thì bây giờ cứ lên biết làm thế nào được con lợn nó bỏ ăn mà bây giờ gia đình người ta nói nếu mà không cứu thì con lợn mẹ nó chết thì gia đình người ta không chết thì cũng gì cũng ngoác ngoái cho nên cụ bảo lên thì thôi lên chỉ biến đại bi thập chú rằng hồi hướng cầu Phật Bồ Tát gia trì cho gia đình tín chủ rồi thì cụ uh, mới cái viết là gì? lấy cái vỏ bao hương ấy cái vỏ bao hương ấy cái vỏ bao hương, vỏ bao hương nó đỏ, đỏ đỏ đúng không lấy cái vỏ bao hương á. chia thành uh, ba đoạn ba đoạn nó đều viết vào uh, mỗi đoạn là ba chữ có gì đâu cụ viết bằng cái chữ hán là gì chư lực sĩ chứ chư có nghĩa là con gì con lợn lực sĩ có nghĩa là chỉ cho cái sức gì sức mạnh thì khỏe mạnh chư lực sĩ có nghĩa là ý là gì lợn ơi hãy khỏe mạnh chứ hãy khỏe mạnh lên <laughs> đấy xong cụ bảo là về đi một à, gói này tức là một cái à, cái cái tấm của qua như lá bùa đi cụ bảo lá bùa này á, thì đem đốt ra hòa vào trong cám cho lợn à, mẹ nó ăn một lá này thì đem để lên trên trên cái nóc của chuồng lợn ấy. đấy. Còn một cái lá này là để để phòng nếu mà một bữa mà nó ăn nó chưa khỏi thì cho nó ăn tiếp bữa gì, vừa nữa. Chúng ta đấy chính là gì? Phương tiện, phương tiện của nhà Phật chúng ta. Chứ không phải là vì ba cái chữ chư lực sĩ ấy mà con lợn nó khỏi. Thế nhưng mà cụ bảo đấy hôm trước họ ra họ xin làm lễ họ xin cụ cụ cho ba cái lá bùa đó sáng sớm hôm sau người ta ra sớm hơn nghe gọi ạ a di đà phật à, tiếng các cụ ở quê thế mà a di đà phật từ xa ai đi chùa ráng thì với cái cổng này, nó cách xa chùa phải đến thì phải đến hàng trăm mét a di đà phật từ xa cụ ra mở cửa vẫn thấy thấy cái bà cụ hôm qua chột dạ sợ con lợn mà nó chết thì nó ra nó bắt đến cụ để chết tôi <laughs> đấy nhưng mà cụ đấy thì cụ nói là vừa mở cửa ra thấy ngày hôm qua người ta xách gì? Cái túi lễ chỉ có mấy quả ổi mấy quả, mấy cái quả trong vườn thôi. Người ta ra lễ. Nhưng hôm nay thấy thì thấy có một cái xách thêm một cái túi gì. Cái túi cam, cái túi cam nó to to hơn, đẹp đẹp hơn. Có nghĩa họ là đi qua gì? Qua quán họ dậy sớm họ ra mua rồi. Cụ thấy thấy cái túi lễ người ta to to hơn trang nghiệm hơn thấy cũng gì vững lòng ý là cụ nói là có thể là con lợn nhà người ta đã gì đã ăn trở lại rồi cho đến người ta ra người ta lễ ra lễ tạ cho nên là vừa mở cửa ra và cụ và vừa thấy nhìn thấy cái túi lễ người ta mình nghĩ bụng có thể nó khỏi thì bà cụ đã ôi rồi ôi bạch hòa thượng ơi phật pháp nhiệm màu quá hòa thượng nhiệm màu quá Bể con nghe làm ý theo lời hòa thượng dạy một cái con cho lên trên cái lá bùa của hòa thượng con cho lên nóc chuồng lợn một cái con đốt cho nó uống vừa uống có một cái thôi thế là được 30 phút sau nó cho con nó bú ngay thế là hòa thượng cứu cả nhà con rồi Phật pháp nhiệm màu hòa thượng nhiệm màu <laughs> đấy chúng ta thấy Phật pháp nó ở tại thế gian nó đem đến niềm vui, đem đến hạnh phúc, đem đến cái sự an lòng cho gì? Cho thế gian cho chúng sinh, ngay trong những cái việc nó rất gì? Rất đời thường ấy. Các vị biết là thầy sở dĩ mà có cái động lực để đem Phật pháp đến với đông đảo bà con nhân dân như vậy cũng chính là ảnh hưởng từ từ đức cố đại lão hòa thượng đệ tam pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta lúc ngày còn ở sinh thời chúng tôi thị giả ngài gần gũi các ngài các ngài cũng truyền cho gì rất nhiều những cái kinh nghiệm những kinh nghiệm đấy ở trên bục giảng có khi cụ không nói đâu nhưng mà thị giả ngài cứ bóp vai đấm lưng cho cụ rồi ngồi thị giả hầu nước cụ hầu cơm cụ thế các cụ vui các cụ là ngồi các cụ kế cái đấy mới là cái học được nhiều Học từ từ cái hạnh các cụ. Cho nên xin thưa các vị Phật Pháp tại thế gian Bất ly thế gian giác là như thế Từ cái chỗ ở thế gian Tưởng chừng nó rất bình thường Nhưng mà khiến cho chúng sinh được vui Được hoan hỷ Thì người tu lấy niềm vui của chúng sinh Làm niềm vui của của mình mà Khi các Phật tử được vui Được hoan hỷ thì đấy là Lợi ích của các sư các thầy đem lại cho thế gian rất đơn giản phật giáo chúng ta đừng có uh, nghĩ là phật giáo là nó phải xa tít ở trên tầng mây chỉ phải là người có trí tuệ cao mới học được không các quý vị phật giáo uh, thực sự là phổ cập cả ba căn thượng trung hạ có trí tuệ cũng học được uh, trí tuệ vừa vừa cũng học được thậm chí người không có trí tuệ ngu si không biết chữ không biết đọc không biết viết cũng gì cũng được lợi lạc. Mà biểu pháp ấy như là à, cố giác linh, trưởng lão hòa thượng, một vị tổ sư có thể nói là rất là đặc biệt của Phật giáo Trung Hoa đó chính là Hải Hiền Lão Hòa Thượng, 112 tuổi, biết trước ngày giờ viên tịch, ngài không biết đọc không biết viết, cuộc đời tu hành của ngài duy nhất chỉ có một câu gì? nam mô a di đà phật a di đà phật mà thôi tức là ngài không biết đọc không biết viết cũng chưa bao giờ lên tòa giảng như các thầy này như như thầy hôm nay này chưa bao giờ cụ lên tòa giảng thì có cũng có biết đọc đâu biết viết đâu mà cụ lên giảng duy nhất cụ chỉ có đi gì đi làm ruộng Đấy, có ngô khoai Sán ngày đó trung quốc cũng mới chiến tranh với nhật và sau chiến tranh với nhật thì đất nước cũng khó khăn Chính vì vậy mà những cái của cải Cụ làm đó được là đem gì? Đem phân phát cho dân nghèo. Khi dân nghèo nhận được thức ăn của cụ, cụ bảo khuyên là gì? Thôi tránh các việc ác, chịu khó niệm Phật. Thế thôi. Cả đời của cụ chỉ có một câu a di đà Phật thôi. Vậy mà cuối đời cụ biết trước ngày giờ ra đi tự do tự tại vãng sinh. Vãng sinh xong 3 năm thì mở tháp ra thì cái nhục thân của cụ vẫn gì? Vẫn ngồi yên, tóc mọc dài và mặt mũi vẫn gì vẫn là tươi và móng tay móng cái chân thì mọc ra giống như hai cụ thiền sư vũ khắc minh và vũ khắc trường ở chùa đậu chúng ta vậy đấy chúng ta thấy phật giáo chúng ta có trí tuệ cũng lợi ích mà không có trí tuệ mà nhất tâm tu theo cũng được được lợi ích được giải thoát chỉ có người tu những người có trong những người trong đạo những người tín tâm thật sự thì mới gì mới cảm nhận được nó còn là những người bảo là có trí tuệ mà đứng ở bên ngoài mà phân định giải thích Phật giáo chúng ta trên văn ngôn chữ nghĩa tầm chương trích cú để gì để bài xích Phật giáo thế này thế nọ kia những cái kẻ đó là gãi ngứa ngoài giày mà thôi cưỡi ngựa xem hoa mà thôi chẳng có lợi ích gì cả các quý vị đó cho nên đây thì cũng phải nói thêm như vậy về cái một trường hợp hỏi về mồ mả này thầy nói thêm như vậy để chúng ta thấy rằng Ờ, bây giờ không trả lời thì các phật tử không an trả lời thì nó rất là nhạy cảm cái vấn đề tâm linh bây giờ nó nhạy cảm lắm có thi lại thành cái gì cãi nhau chửi nhau trên mạng xã hội <laughs> tất nhiên thì ở nhà mình ở đây thì thầy không cho phép là tất cả từ thầy cho đến các sư cho đến các phật tử ở trong ban thông tin truyền thông của chùa người ta có chửi mình thì kệ người ta thầy không cho chửi lại cũng không cần phải giải thích thì người ta chửi thầy cũng nhiều rồi Nhiều người nghe Pháp thì yêu thì thích thì quý Có người còn lên bình luận là gì Thầy chính là Bồ Tát ở trong gì Trong lòng con Ghê chưa Không đấy là họ bình luận như thế thôi Nhưng mà thầy luôn luôn thầy nói với các văn tử Thầy chẳng phải là Bồ Tát Cũng chẳng phải là Thánh Hiền Chỉ là một phàm phu tăng rốt đặc cán mai Rốt dài cán thuộng lên nói ở đây cũng gọi là nói gì nói cho nó vui thôi chứ bảo thật sự chứng đắc thì tôi chả chứng cái gì mà chả đắc cái gì cả có chứng một ngày ba bữa cơm thì có <laughs> ngày ba bữa cơm thì có chứng chứng để sống đỡ qua ngày để làm việc phật sự bòn mót từng tí phút nơi tam bảo và nơi các phật tử nơi bà con nhân dân để mong sau này nhắm mắt xuôi tay bất cứ lúc nào cũng được một cái tấm vé gọi là đới nghiệp vãng sinh chỉ mong thế thôi không mong gì khác Cho nên cái trường hợp hỏi về mồ mả này, thầy cũng khuyên Phật tử này về cũng kiểm tra xem. À, có thể là do mình xây nó chật ra bên ngoài, đè lên chính gì? Chính trên cái cái tiểu ở dưới, cái quan, cái quách ở dưới á hoặc rằng gì hoặc rằng cái quan cái quách có thì có cái ngày xưa các cụ hay đậy bằng cái miếng gì miếng gạch chứ mà nếu mồ mộ mạ từ ngày xưa lâu rồi thì có thể là miếng gạch thì trường hợp đó thì chúng ta có thể qua tháng 2 sang tháng 3 cái tết thanh minh nhé có thể xin các cụ để làm lại hoặc là khất các cụ để cuối năm tháng 10 tháng 11 một thì, thì làm lại là được mồ mả nói thế thôi các vị quan trọng lắm ngày xưa có một uh, bác lãnh đạo cũng uh, khá cao ở bên ngành điện lực Việt Nam quay ở tận trong uh, Quảng Nam cái gì đâu gia đình uh, cũng có điều kiện thì uh, muốn xây lại cái mồ mả của dòng họ thế lúc xây thì cái đường của đường của toàn thể nhân dân họ đi ấy, thì nó khoảng 5 mét thì uh, đất của cái mồ mả của cái dòng họ đấy thì nó không vuông và bây giờ xây vuông ra thì phải lấn ra 2 mét đường nữa 5 mét đường của cái 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 khu nghĩa trang đi cả dân á thì 5 mét thì bây giờ xây vuông ra hai mét thì đương nhiên cái 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 đường của dân chỉ còn có 2 mét hai mét rưỡi nữa thôi chưa được 3 mét thế thì gia đình nhà này thì vì làm cán bộ ở trung ương có điều kiện về quan hệ với tỉnh với huyện với xã nên là rót từ trên xuống để, 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 cho nên tỉnh rót về huyện, huyện rót về xã, xã rót về thôn, thế là cho gia đình ông xây vuông ra. Từ khi xây ra thì nhân dân đi qua ai cũng chửi, mỗi người người ta chửi một câu. Thế tự nhiên cái đường người ta đang 5 mét nó xây ra mất một nửa đường người ta rồi, Thì đương nhiên dân người ta không nói được, thì dân đến nói thì gia đình người ta chìa giấy ra bảo đây đây xã cho phép xây đây, thôn xã cho phép chúng tôi xây như thế này, chúng tôi xây theo đúng gì, đúng giấy phép địa phương cho thôi, xã cho chúng tôi chúng tôi xây. Thế là thành cãi nhau Dân không làm gì được thì người ta đưa giấy xã cấp rồi Thế là người ta, người ta ra người ta chửi Chửi mỗi người câu Ai đi ra cũng chửi Tự nhiên là xây cái khu lăng mộ nhà mình lên thì bị người ta chửi cho Nó vuông đất một chút nhưng mà ai người ta cũng quở cũng chửi cho Bắt đầu thì từ đó thì gia đình cũng lục đục mà cái công danh của vị ấy cũng như tí nữa thì đứt luôn nhờ người đưa lên gặp thầy thì thầy ngày đó thì hay xem về phong thủy ngày đó thì chưa hoàng pháp hay xem về phong thủy nhiều hay đi giúp người phong thủy bay tận vào đó ông ấy đoán thầy tận vào trong đà nẵng ấy, quảng nam đà nẵng ấy. xem thì đi xem nhà có cái nhà thờ họ rất là to nhà thờ họ thì không không sao thế thì bảo nhà thờ họ này thì ổn nó không sao về tâm linh không sao thế đi uh, ra nghĩa trang xem thế thầy bảo là xây cái này lâu chưa Bảo mới xây xong được cả khoảng năm nay từ khi xây xong nó cứ lục đà lục đục thế nào cái thầy mới hỏi là cái ngày xưa đất như thế này ông bảo không ngày xưa đất nhà con đến đây nó theo thẹo cho nên con mới làm việc với anh em ở tỉnh với ở huyện ở xã người ta cho là con xây vuông đó xây vuông như thế này để dân tình họ kêu không và tất nhiên dân tình họ không bằng lòng thế thầy bảo thế không được dân mà không bằng lòng không được các cụ ngày xưa nói về trần sao thì âm vậy trần mà ai đi qua đi lại cũng quở thì âm mình có an không không an mà thầy bảo chỗ này nó chỉ là vuông thôi chứ nó có phải cái mồ mả các cụ có để ra đây được đâu cho nên thôi bác nghe thầy nhìn nó xấu cái mặt bên dương một chút nhưng mà bên trần người ta gì người ta hoan hỉ không ai người ta chửi khi mà đi những người mà đi đám đi tang đám ma trong làng họ đi ra nó đi nó đẩy cái xe qua đấy nó phải dừng cái xe lại hoặc là đến nó ai cũng dẫm đạp vào mộ nhà mình để đi qua thì có phải họ trèo qua tường rào nhà mình Họ đi qua qua tường bao nhà mình đi qua có phải là khổ không? họ lại chửi cho khổ không? Thế bác bảo mới xây xong hồi trong tết bây giờ lại bỏ chợ thế nào? thì không sao mình bỏ đi xây cho nó đúng vào cái mép đường thôi nhìn nó không đẹp mặt một tí không sao bác cứ làm lại đi. Anh nghe thầy làm lại, làm lại ngay, gọi thợ gọi thuyền đến làm ngay buổi chiều ngày hôm đó. Đập đi xong làm lại ngay Đến hôm sau thầy làm lễ uh, cho luôn trong nhà thờ họ với làm lễ ra ngoài mộ đấy, khai quang với lại uh, hoàn long mạch lại. Thế là về Hà Nội một cái dần 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 mọi cái cứ êm dần từ báo chí cho đến uh, cấp trên thế này thế nọ kia. Êm, êm 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 thế là gì? ổn định hết ngay trong vòng chỉ mấy tháng thôi. Tâm linh nói với các quý vị nhiều cái chúng ta có niềm tin thì cho là gì? Đó là tâm linh, đó là tín ngưỡng. Nếu không có niềm tin thì chúng ta lại cho nó là mê mê tín dị đoan. Nhưng chỉ có những người nào gia đình nhà nào ở trong cuộc họ mới hiểu nó khổ như thế nào. Xin thưa các quý vị, Thầy sở dĩ ngày nay mà dễ thông cảm, dễ hiểu và cũng có cái kinh nghiệm đó vì nhà mình ngày xưa chính mình cũng gì, cũng bị cái tâm linh như thế. Trong mấy tháng trời mà ra, trong dòng họ nội ngoại có đến năm sáu người bị chết. Mà mình cũng là người gì, chết trượt mất 4-5 tiếng đồng hồ rồi cho nên từ đó trở đi những cái khổ của những gia đình mà tâm linh nó đang không ổn đó thì mình mới dễ cảm thông. Còn thực sự mà thầy chưa như thế thì có khi thầy cũng cho là ôi giời vơ vẩn, mê tín dị đoan, nhà Phật không có dạy thế, vân vân. Cho nên bây giờ tôi mới thấm là ngày xưa các tổ mới nói gì, muốn trở thành một cái người có duyên để độ chúng sinh rộng lớn thì mình phải gì? phải trải qua tất cả những cái thăng trầm ba chìm bảy nổi, chín cái nhấp nhô đó đã, thì sau này mình mới có kinh nghiệm thực sự để khoảng pháp để giáo hóa chúng sinh, đem lại lợi ích cho chúng sinh. Thế còn mình chỉ học ngồi trên ghế nhà trường, mà chưa có cái kinh nghiệm thực khổ, thực va chạm với xã hội, thì mình cũng chỉ giảng ở trên lý thuyết mà thôi, không đem đạo vào trong cuộc sống đời thường được các quý vị. Thế cho nên trường hợp này thì, thì có lời giải thích như thế, à, phải hay không phải thì các vị nghe thì cũng gì cũng suy nghĩ, có thể với gia đình nhà ta thì không phải nhưng với người khác thì lại gì lại phải đấy.